chào các bạn, mình là Yên, kỹ thuật viên của HMH Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm máy pha cà phê đến từ thương hiệu Bose do HMH Việt Nam phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm này thì có những tính năng và cách sử dụng của sản phẩm như sau. Về sản phẩm, chúng ta nhìn thấy về tổng thể của sản phẩm ở đây có bề mặt rất là đẹp, đó là một dải LED trên màn hình nhìn rất là cứng cáp và tạo độ thanh lịch. Thứ hai là bề mặt phần ngoài là mặt kính gương nên là sẽ tạo cho chúng ta một sự hiện đại trang trọng trong căn bếp hoặc là trong khu vực nhà của chúng ta. Phía bên tay phải tôi đây là nút bật tắt nguồn của sản phẩm. Khi bật nguồn lên, máy sẽ tự động hoạt động và vào chế độ vệ sinh máy. Sau khi máy tự vệ sinh, chúng sẽ cho chúng ta điều khiển các chương trình và tính năng trên màn hình. Chương trình vệ sinh diễn ra trong vòng 1 phút. Trong quá trình vệ sinh thì nước phần đầu sẽ được thải ra bởi để cho làm cho hệ thống ống ra cà phê nó tốt hơn như chúng ta nhìn thấy. Sau khi máy đã vệ sinh, máy sẽ báo cho chúng ta phần hoạt động. Như chúng ta đã nhìn thấy ở đây trên bảng điều khiển, chúng ta có thể lựa chọn các phần cà phê yêu thích như Ristretto, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn Espresso Macchiato, hoặc là cà phê đậm đặc, hoặc là cappuccino nếu mà chúng ta sử dụng thêm sữa để có thể là tạo một lớp bọt trên bề mặt của cốc cappuccino rất là đẹp, hoặc là latte, một loại cà phê sữa chúng ta yêu thích, hoặc là chúng ta có thể sử dụng tính năng làm sữa nóng của sản phẩm thì máy sẽ tự động hút sữa và đưa ra dòng sữa nóng cho chúng ta. Hoặc chúng ta có thể sử dụng tính năng làm ấm để làm ấm lên cái sữa khi trong mùa đông chúng ta uống cà phê lạnh, hoặc chúng ta có thể sử dụng nước nóng để có thể pha trà hoặc là uống cái dòng uống nước ấm. Với máy sẽ lựa chọn cho chúng ta rất là nhiều tính năng, chẳng hạn chúng ta có thể lựa chọn là một cốc lemon hoặc là với một lượng nhỏ ít cà phê min, với lượng mil tức là cái lượng cà phê hoặc lượng cốc chúng ta muốn lấy nhiều hay ít, chúng ta có thể lựa chọn tính năng lựa chọn từ mức dung lượng của cà phê sau khi mà máy hoạt động 30 mil, hoặc chúng ta có thể lựa ít hơn. Về nhiệt độ, chúng ta có thể lựa chọn nhiệt độ cao nhất của máy để đảm bảo khi cà phê ra đủ nóng để chúng ta thưởng thức một cụm cà phê nóng và bốc hơi. Ngoài ra ngoài nhiệt độ, chúng ta có thể lựa chọn với cái lượng cốc nhiều hơn so với các dòng máy thông thường. Sau đó chúng ta bấm hoạt động bằng phím Start. Sau khi bấm hoạt động, máy sẽ tự động pha. Đây là dòng máy xay pha cà phê nên khi hoạt động chúng ta chỉ cần cho hạt hoặc là cho bột vào, máy sẽ tự động hoạt động pha và xay. Đối với phần cối của máy pha cà phê này, chúng ta để ý lưu ý khi mà cảnh báo thì hãng cũng cảnh báo chúng ta chỉ rửa với nước và không được dùng chất tẩy rửa. Về muốn tháo ra, chúng ta sẽ mở chốt, sau đó ấn đẩy và sau đó kéo bộ cối pha ra. Chúng ta sẽ đem vào rửa nước phần cối pha. Sau khi rửa xong, chúng ta sẽ cho vào, chúng ta ấn chặt tay, sau đó là đậy khớp vào. Thế là chúng ta đã xong bước vệ sinh và bước tháo cối pha cà phê. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng lắp lại những cái bộ phận mà chúng ta đã tháo ra để vệ sinh. Đầu tiên là hộp đựng bã, chúng ta sẽ lắp vào vị trí của vào vị trí. Tiếp theo lắp chặt,
Sau đó, một phần không thể quên đó chính là cốc nước sữa. Chúng ta nhớ là cắm vào. Sau khi đã kiểm tra kỹ tất cả những phần hộp chứa hoặc là gối thì chúng ta sẽ nắp vào. Vậy là chúng ta đã tham khảo hết cái phần bộ phận bên trong của máy. Đối với dòng máy bút thì chúng ta cũng đã thấy được một sự hiện đại sang trọng trong một không gian có thể là văn phòng hoặc là nhà ở hoặc khu bếp của chúng ta. Với máy pha cà phê bút, chúng ta sẽ tận hưởng được niềm đam mê thưởng thức những ly cà phê với có thể là vài cuốn sách cùng với những bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình trong công ty. Sau khi máy đã pha cà phê xong, chúng ta đã có một cốc cà phê rất là thơm. Mỗi khách hàng khi mua sản phẩm thiết bị gia dụng bếp Bosch do HMH Việt Nam phân phối chính hãng sẽ được hưởng chính sách bảo hành lên đến 36 tháng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất tại thị trường Việt Nam, hỗ trợ 24/7 cùng mạng lưới bảo hành trải dài khắp cả nước. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ số hotline 1900 1538 để được giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.